cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho bản nhạc saxophone của anh Sơn Thủy đến từ giáo xứ Gia Nghĩa của chúng ta. Dạ, vâng, xin mời. Tôi xin tranh thủ phát biểu một tí. Lý do là vì lát nữa là phải qua mừng bổn mạng của giới trẻ nữa, cho nên sợ không có thời gian. Tôi nhớ là năm ngoái vào dịp đầu tháng 6 này, lúc đó thì ông Trùng Thâm là bị bệnh nặng, bệnh ung thư đó. Thì tôi vào thăm lần cuối thì ông yếu lắm rồi, ông nói không rõ. Thì bà Thâm là phải dịch, phải phiên dịch. Ý ông ấy là ông lo là bây giờ giáo họ đất đai chưa làm sao, chưa có nhà cửa gì, mà bây giờ mà Chúa gọi về thì cũng rất là buồn. Thì tôi nói với ông là ông cứ yên tâm, mình cứ làm theo ý Chúa, còn cái việc đất đai hay là nhà cửa gì thì Chúa sẽ lo liệu cho, không mình không, ông không phải lo đâu. Và chắc chắn rằng nếu mà Chúa gọi ông về thì ông vẫn làm việc, vẫn bầu cử cho giáo họ được. Thì sau đó mấy ngày thì ông qua đời. Rồi cũng sau đó một tuần thôi thì có người bán lô đất này, và ban đại diện, ban hành giáo quyết định là mua cái lô đất này. Thì các ông thì ưng ý rồi, nhưng mà cũng muốn có ý kiến của cha xứ. Thì khi mà hẹn chủ nhật lễ xong thì để mời tôi vào xem lô đất. Thì hôm đó tôi nhớ là có bà Trùng Thâm đang mang khăn tang, vì ông mới mất có mấy ngày à. Thì đi vào đây, tôi đi với lại một ông trong ban thường vụ. Đi qua lô đất này thì đang hai cha con mới nói chuyện với nhau, chả giả mà được cái lô đất này thì tuyệt vời. Thế lúc đó vào nhà ông thư ký, thì ông thư ký dẫn ra để dẫn đúng cái lô đất này, không phải xem nữa là rất là vừa ý. Thì tôi nghĩ ở đây là cũng có cái sự sắp đặt của bề trên, có sự bầu cử của các đấng các bậc. Thì chúng ta tạ ơn Chúa hôm nay là đúng một năm, đúng một năm chúng ta có được cái lô đất để mà canh tác, để có thu nhập, và cũng là cái tương lai của bà con ở trong giáo họ trong này. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn các ông trong ban hành giáo một năm qua rất là vất vả để chộp lấy cơ hội, vì tiền thì nhiều khi không có sẵn, rồi cũng phải chạy chỗ này chỗ kia để mua được lô đất, rồi để vận động bà con để cùng nhau mà chúng ta có thể dần dà mà thanh toán được cái món nợ, rồi nhất là có điều kiện để mở rộng thêm. Thì tôi thấy là rất là hài lòng về cái vị trí này. Thì còn không biết thì việc Chúa định thế nào thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Bây giờ thì trước khi chào bà con để sang chia vui với giới trẻ thì hát một bài. Nhưng mà hát bài của trẻ con. Hồi sáng hát rồi, nhưng mà hồi sáng đói thì hát nó khác. Bây giờ ăn uống rồi thì hát nó sẽ khác. Bài hát nói về Đức Giáo Hoàng. Em biết cha già Roma bao đáng mến, bao hiền hòa, chính Giêsu trên địa cầu, cha chung khắp năm châu. Cha lái con thuyền Phêrô bao sóng gió giữa trời mù, nhưng cha tin mãi gặp bờ, không chút chi nghi ngờ. Xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn cha vì tiết mục vừa rồi ạ. Thưa cộng đoàn, vì công việc của cha ở bên bộ mạng của bên ca đoàn thái giới trẻ nên hôm nay cha được vắng mặt, xin cộng đoàn một tràng pháo tay nồng nhiệt để cho tiết mục của cha thành công ạ.
và liên tục chương trình văn nghệ để chúc mừng bổn mạng của giáo họ Hòa Hiệp chúng con. Xin cộng đoàn thưởng thức một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mộng, bài hát Con Dâng Chúa. Và bài hát này xin cộng đoàn dành một tràng pháo tay để chào đón ông Năng, thư ký Hội đồng Giáo xứ. Xin mời ông Năng ạ. Thưa bà con, thì tôi hát thì chẳng có bài có bản gì hết, nhưng mà tôi sẽ nhờ ông ban thường vụ, ông thư ký ban thường vụ sẽ thay tôi để hát phục vụ bà con một bài thật là hay, thật là bài bản. Xin cho tràng pháo tay ạ. Thôi, MC đã giới thiệu rồi thì con xin hát luôn. Đó là nhạc phẩm là Con Dâng Chúa. Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chịu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, mãi tìm hạnh phúc miên mai. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mãi luôn dần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày. Đây đôi mắt trông lên ngày, khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn xe vành môi. Những lần gục ngã trong đời, bao mơ ước trôi qua rồi, đã làm sâu héo nụ cười. Vì lạy Chúa con luôn tình yêu, dù bâng khuâng lâu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều yêu, dù đời sống đau thương còn nhiều. Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chịu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, mãi tìm hạnh phúc miên mai. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mãi luôn dần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày. Đây đôi mắt trông lên ngày, khi nỗi buồn làm con chơi vơi, khi đau đớn xe vành môi. Những lần gục ngã trong đời, đầy mơ ước trôi qua rồi, đã làm sâu héo nụ cười. Vì lạy Chúa con luôn tình yêu, dù bâng khuâng lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều yêu, dù đời sống đau thương còn nhiều. Vì lạy Chúa con luôn tình yêu, dù bâng khuâng lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều yêu, dù đời sống đau thương còn nhiều. Con xin hết.
Cảm ơn giọng hát của ông Năng, thư ký hội đồng giáo xứ. Và tiết mục tiếp theo, xin mời quý công đoàn cùng thưởng thức một nhạc phẩm Chạm Vào Lòng Con Chúa Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thôn. Và bài hát này sẽ đến với chào mừng sự chào đón ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Hòa An. Xin mời các cháu. Thank you.
Cảm ơn hai bài hát của ca đoàn thiếu nhi giáo xứ. Liên tục văn nghệ để chúc mừng cho bổn mạng giáo họ Hòa Hiệp chúng con ngày hôm nay. Xin mời quý cộng đoàn thưởng thức một cặp song ca lần đầu tiên xuất hiện ở bên giáo họ Hòa Hiệp ngày hôm nay. Xin mời giọng ca trưởng thiếu nhi anh Ngọc Dầu cùng với ca phó chị Thanh Xuân với bài hát Tình Con Yêu Chúa, một sáng tác của Linh Mục Cha Thái Nguyên. Xin mời anh Dầu và chị Xuân ạ. Vâng, nhân ngày lễ mừng kính quan thầy của giáo họ Hòa Hiệp và mừng lễ kính thánh Phêrô, hai chị em con cũng xin được gửi tới quý ban hội đồng giáo xứ và ban đại diện các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn trong giáo họ một lời chúc sức khỏe, an lành, thành đức và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào tràng thêm pháo tay ạ. Vâng, chúng con xin được gửi tới quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Thái Nguyên được mang tên Tình Con Yêu Chúa. Tình
nhắm gai muôn vần hái hoa vàng. Gai càng dài tiếng hát cũng càng trung, gai càng nhọn lời ca vang ấy thôi. Vì tình yêu con dâng trọn đời, đời con tha thêm muôn phần thiết tha. Sang pháo tay để cho tiết mục của anh Dầu và chị Xuân vừa rồi ạ. Liên tục chương trình văn nghệ, xin mời
quý cộng đoàn thưởng thức một giọng ca nam tiếp theo của chương trình. Xin mời giọng ca của anh trưởng ca đoàn, anh Ngọc Hứa. Xin mời anh Hứa. Vâng, trong niềm vui của giáo họ Hòa Hiệp hôm nay, con cũng xin gửi tới bài hát Làm Dấu. Tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa thánh thần, nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dấu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con dấu ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu bà ngồi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thay nhiệm màu, dấu ân tình nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu bà ngồi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Vô ý hay khi thờ, bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời, ngài ơi giúp con bền vững niềm tin. Giữa hiểm nguy khôn khó, con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán trường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình
đôi dấu thay nhiệm màu, dấu ân tình yêu nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu bà ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thay nhiệm màu, dấu ân tình yêu Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Vâng ạ, xin lỗi. Cảm ơn giọng hát của anh Ngọc Hứa. Và trong lúc chờ đợi tiếng giọng ca tiếp theo của chương trình, xin mời quý cộng đoàn thưởng thức một nhạc phẩm, một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sĩ Phan Đình Tùng. Bài hát được mang tên Về Với Ngài. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Hát mít. Lạy Chúa là đấng con tôn
con yêu mến Ngài vì được Ngài thương tha. Về với Ngài lòng sương vui hạnh phúc, về với Ngài để con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến yêu. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đi thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Tình yêu là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bến bờ an vui. Chúa là tình yêu, là sự sống đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu vớt. Là bến bờ an vui, Chúa là tình yêu, là bến bờ an vui. Xin toàn thể cộng đoàn dành cho anh Tuấn một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cộng đoàn rất nhiều. Liên tục chương trình xin mời giọng ca của bạn Ánh Sao. Hôm nay bạn mặc một cái áo màu xanh rất là chói lóa. Để tiếp theo chương trình văn nghệ, con xin gửi tới ca khúc được mang tên Cho Con Thấy Chúa. Chúa nồng nàn chứa trời.
Chúa ơi, cho đời con bớt thêm khổ đau. Xem phong tay cho bạn Ánh Sao quý vị ơi. Liên tục chương trình xin quý vị thưởng thức một giọng ca nam vô cùng đặc biệt của bố đỡ đầu cho ca đoàn giáo xứ Hòa An. Xin mời giọng ca của bố Thông. Xin mời bố Thông tiến về sân khấu. Lần đầu tiên con cũng không biết nói gì hơn cả, xin kính chúc toàn thể các ông, các bà và toàn thể anh chị em trong bữa tiệc hôm nay một lời chúc khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Để nối chương trình văn nghệ hôm nay, con cũng xin gửi tới một ca khúc ạ. Cái này thì con cũng không thuộc đâu ạ, nhưng mà hát được tới chỗ nào thì mong các ông ủng hộ cho con nhé. Vẫn tuôn dòng đời
chỉ có như hạt sương rơi, mây vương tơ rời xa xăm dịu vương. Như Chúa đã đổi đời cho con mình, người ca ân phúc. Này con hát bài tình ca đến muôn đời xin tạ ơn cha. Như lắng xuân bừng nên tươi hồng, muôn hoa thắm nở, tay Chúa đỡ nâng con, đưa con tôi ánh sáng người. Đời có như hạt mưa thu, dông qua gió nhẹ xa đưa bị thù. Nhưng Chúa đã dù thì cho con nên người bài ca ân phúc. Này con dâng lời ngợi ca, tiếng cam ta xuân đời vang xa. Tình thương Chúa vẫn muôn đời bao la, hồng ân Chúa ca một rồi cao xa. Lòng nhân Chúa ôi thiết tha hai hà. Đời con hát lên bài tình ca, ta ơn Chúa muôn đời hoàn ca. Tình yêu mến không thể phôi phai. Như sóng lầm chiều nguyên, vô vàn ân thiên tuôn đổ. Sông cõi hư vô, gió cõi nên dòng nên tình yêu ôi thật cao siêu, thương con Chúa chịu bao nhiêu khổ sầu. Những nỗi cơ cầu yêu thương tâm bảo tình ai đâu. Đời con dẫu nhiều cô đau, vẫn thương đời với lời tri ân. Tình thương Chúa vẫn muôn đời bao la, hồng ân Chúa ca một rồi cao xa. Lòng nhân Chúa ôi thiết tha ai à. Này đời con hát lên bài tên ca, ta ơn Chúa muôn đời hoàn ca. Tình yêu mến không thể phôi. Đời con hát lên bài tình ca, ta ơn Chúa muôn đời hoàn ca. Tình yêu mê không thể phôi phai. Thế này xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vừa rồi công đoàn vừa thưởng thức giọng ca của Bố Thông. Liên tục chương trình văn nghệ chúc mừng cho ngày bổn mạng giáo họ ngày hôm nay. Xin mời quý công đoàn thưởng thức một giọng ca đến từ cô Duyên, đại diện giáo lý viên ạ. Xin mời giọng ca của cô Hiên ạ.
để tiếp nối chương trình giao lưu văn nghệ để chúc mừng cho giáo họ Hòa Hiệp. Sau đây Thu Hiên xin gửi tới để giải diện cho giáo lý viên, xin gửi tới giáo lý viên để thích hát nhạc bốc. Không thì từ đầu đến giờ chúng ta hát nhạc đạo, đến giờ chúng ta xin hát nhạc đời. Xin mời biên Thanh về. Xin gửi tới một ca khúc Hãy Hát Lên. Lâu không hát ta quên mất. Xin mời những đôi chân vàng trên bài chúng ta lên khiêu vũ nào. Mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn vài mùa xanh đến với đời. Vì anh ơi xin đừng chớ lo âu, vì cuộc đời còn bao lắng âm. Sông vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn gọi màu xanh biếc thua nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển đâu. Và mình cùng hát nên nào nơi tình tha thiết, cùng hát đời mình muốn nói, cùng hát nên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm bước mơ. Dù rằng đời nắm tắt chậm đường dài phía trước và nỗi đi về gặp gành ai biết, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng hát nên niềm vui. Tớ Hiên chẳng phải tay nào. Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Vì anh ơi xin đừng chớ lo âu, vì cuộc đời còn bao lắng ân. Sông vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn gọi màu xanh biếc thua nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển đâu. Mình cùng hát nên nặng nơi tình tha thiết, cùng hát nào lời mình muốn nói, cùng hát nên đi cho đêm vui cất trời và ngày thêm bước mơ. Dù rằng đời nắm tháng chậm đường dài phía trước và nỗi đi về gặp gành ai biết, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Một tràng pháo tay để cảm ơn chị Huyền với bài hát Hãy Hát Lên, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Viện. Liên tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời giọng ca tiếp theo của chương trình, một giọng ca nữ, đó là chị Thanh Loan. Xin mời giọng ca của chị Thanh Loan. Một thành viên rất ưu tú của ca đoàn giáo xứ. Vâng, con xin gửi tới quý vị ca khúc được mang tên Năm Xưa Trên Cây Sồi ạ. Năm xưa trên cây sồi,
Con xin quý vị một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, cảm ơn ạ. Trên cây ruồi làng pha thêm ma xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bùi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy lắng lên hạt mẫn. Cảm ơn bạn Thanh Loan với bài hát Năm Xưa Trên Cây Sồi. Liên tục chương trình văn nghệ, xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Cầm Ca. Một nhạc phẩm Kiếp Cầm Ca, quý vị sẽ lắng nghe qua anh Kiên, gia trưởng, giáo xứ, cùng với tiếng nhạc saxophone. Xin mời giọng hát anh Kiên. Ở đây không có chân dài nên không phải chuẩn bị gì đâu anh ạ. Cứ tiến về sân khấu.
À, lời hoan lời. Hôm nay là buổi mạng của giáo họ Hòa Hiệp. Con xin gửi tới một ca khúc, khúc cảm tạ. Xin quý ông bà. Dồn ra trong tim ngày đêm tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mắt trong tình Cha, giữa trưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào dồn ra trong tim chiều mờ, buồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu nào gầy thuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình bên ra dặn. Xin dâng đến Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đời ta bồ hay thập xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang tràn đầy, tình yêu Chúa bao na trục khơi, tình yêu con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Đến đời đời ngài vẫn yêu con mà thôi, ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu quả con, có tri ân được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, này Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trơ trê, hãy thương dịu bước con về. Khúc cảm tạ từ đó âm vang vọng ngân, dồn ra trong tim ngày đêm tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tập mãi trong tình Cha, giữa trưa sa mạc chảy ra Chúa ơi nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào dồn ra trong tim chiều mưa, vồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào ngài thuốc chưa chan ngày lao, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình Chúa dâng trào. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đời ta phục vụ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao na trục khơi, thì đồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôi tuyệt vời. Đến đời đời ngài vẫn yêu con mà thôi, ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần là tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có tri ân được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài
ngài đang quên con một giây. Này Chúa, con ơi giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu một ngày chẳng thế kiên con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi chê, hãy thương dịu của con về. Nếu một ngày chẳng thế kiên con mãi mê, hãy thương dịu của con. Vâng, xin chúc các ông trưởng và phó trong giáo họ Phêrô luôn luôn mạnh khỏe và chúng ta hoàn thành những công việc tốt trong công việc trong giáo họ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Kiên với khúc cảm tạ. Cảm ơn luôn anh saxophone với bài hát vừa rồi. Xin mời bạn Kim Hoa lên sân khấu. Hoa ơi, lên đây em ơi. Một tràng pháo tay để đón chào bạn Kim Hoa. Alo, alo. Đừng để em khóc. Mời sáng vô tay các bạn ơi.
Cảm ơn giọng ca của bạn Kim Hoa rất nhiều. Và sau đây xin mời sự trở lại của chị Thanh Xuân với bài hát Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Xin mời giọng ca chị Thanh Xuân. Dân mây ưng hồng thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng hỡi hò trên đoạn thuyền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa người tự do ôi trang giữa bao bề tưởng lại ta đủ giỏi
lần đầu tiên vì ngay sau đây xin mời giọng hát của anh Trung. Xin mời giọng hát của anh Trung B ạ. Cháu phải gọi chú Trung hay anh Trung ạ? Vâng. Thưa tôi, thực ra nói thì hôm nay tất cả mọi người mình hôm nay là hân hoan chào đón lễ kính của thầy Vinh Sư Phêrô. Và hôm nay mọi người cùng kính nhau cái chức sức khỏe dồi dào. Không biết hát bài gì cả. Nhưng mà hôm nay mình ở Tây Nguyên đây, chất Tây Nguyên, quan thầy phù hộ cho Tây Nguyên, Tiêu Cà Phê, Điều Soạn Tây Nguyên bắt đầu. Xin cảm ơn các vị trong ban lãnh đạo trong giáo họ đã làm được một chương trình lễ quan thầy, kính quan thầy cùng bữa tiệc hôm nay tuyệt vời, chưa bao giờ từng có. Mà như vậy là cũng xin chúc quý vị như vậy là có những cái chương trình hàng năm tốt đẹp hơn, rạng rỡ hơn. Xin cảm ơn. Phê rồi, hãy nâng cao bàn tay lên, vỗ tay. Những bàn chân, con nghe những cái chúc mừng cho mẹ các ông bà trong bữa tiệc này về kính thầy Phêrô mạnh khỏe hạnh phúc. Những bàn chân trần trên đất vừa đi dọn ra vội hồi, tiếng hú bay xa tiếng xuôi người đồi, cái cổng con thiền đêm nay cũng thức đêm trong eo. Cần lâu năm khất trong đáy mắt em, anh biết cần mà không dám buông. Điều xoáng nhịp nhàng lòng người trong xanh, anh cứ sợ mình lạc nhau thôi. Nhà rông bập bùng anh lừa, cô gái giờ dài nhảy, những nhạc công về bóng là chơi hay rồi, mà những ca sĩ đang đứng ngoài những ủng hộ tuyệt vời. Cảm ơn. Xin có đầy video phù hộ cho giáo hội chúng con. Những bàn chân trần trên đất vừa đi dọn ra vội hồi, tiếng hú bay xa chín soi người đồi, cái cổng con tiếng đêm nay cũng thư đêm trong veo, trong veo đất quan thầy Phêrô chúng con hôm nay yêu xoan. Trong đáy mắt em, anh biết cần mà
không ra muôn điều thoáng nhịp nhàng dòng người sóng xanh anh cứ sợ mất nhau thôi anh cứ sợ xin mọi người đừng lạc mất nhau thôi còn cái nên phải rồi. Cảm ơn giọng ca của chú Trung rất là nhiều. Xin mời tiếp tục chương trình. Xin mời anh Vinh. Anh Vinh cùng tiến về sân khấu với bài hát cho mình. Xin mời anh Vinh ạ. Tôi muốn góp vui ngày hôm nay đại kính hai thánh quan thầy Phêrô và Sao Nâu. Không biết bây giờ đời cũng có và đạo cũng có rồi. Giờ tôi rất không biết hát là về bên đời hay bên đạo, đạo vậy đời cũng vậy. Đấy. Bây giờ có thể là tôi xin hát bài về đạo trước đã, về có đời có đạo, có đời có đạo này. Có đạo có đời thì xã hội với hồn vinh gia đình với hạnh phúc phải không? Tôi xin hát bài Kinh Hòa Bình đã nha. Rồi đấy là đạo. Còn về đời thì tôi xin hát bài Lạy Chúa Tử Nhân. Tôi xin hát bài tình Kinh Hòa Bình. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người ấy. Thế vui quá, muốn về rồi. Nhưng mà đây muốn hát phải hát cho nạ. Lạy Chúa Tử Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dạy con nghe khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ lỗi lầm, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn yêu sầu. Chúa xin hãy dạy con tình an đối người hơn được người đối an, tình hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tình yêu mến người hơn được người mến yêu. Gặp lại bản thân vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi được chắc sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ai trên bờ lòng lòng con trên các bang, Chúa nhớ ai đầy lòng thiên chí,
yêu. Vì chính khi hiện thân là khi được nhận lại, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi được sức sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ai trên bờ, lòng lòng con xin thương ban xuống những ai đầy lòng thiên trí ơn an về. Có đạo phải có đời thứ chưa? Không. Đồng ý tôi góp cho tôi hát bài nữa không ạ? Tôi hát rồi gọi là đời vậy, đạo vậy, là kính Chúa yêu người mà. Đấy, có thực với vực được đạo. Ừ. Vậy cho tôi hát về một bài gọi là giờ trẻ nó qua già đang tới rồi, nhưng mà tôi hát thì chẳng nó có hợp với không nhà. Tôi hát một bài gọi là Hai Mùa Mưa nhá. Đồng ý tôi hát bài không? Nhiệt tình của ông và cộng thêm giọng ca rất là tuổi già nhưng mà rất là trẻ. Cảm ơn nhiều ạ. Tôi xin mời MC này về các anh em mình nghỉ một tí. Anh em mình nghỉ một tí, mình dùng cơm. Rồi ơi còn ai đăng ký hát thì liên hệ điện ạ. Rồi anh Hứa sẽ lo mấy cái ban này một tí. Rồi xin phép nhá. Kính thưa công đoàn, chương trình văn nghệ của chúng ta vẫn còn tiếp nối đến
24 giờ đêm nay. Nhưng mà tạm thời trong giây phút xin mời tổng đoàn cùng công bà mới phục vụ đấy, chúng ta sẽ cùng ngồi lại lá lại gần nhau để cùng dùng bữa cơm thân mật cùng với giáo họ. Sau đó chúng ta lại tiếp tục chương trình văn nghệ ạ. Vâng. Lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa Ngài rộng lòng thứ tha, xin dòng ban tình yêu và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết treo thập hình để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến trong con. Dìu con đến tận nguồn của Thánh Thần để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy trong tựa sống chung con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa Ngài dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oan. Ban cho con dòng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón nhận người con. Lòng thương xót buồn ngày đến trông con, dìu con đến tận nguồn của Thánh ơn để con tìm loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Thank you.
Chúa Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa Ngài bảo con bước theo, luôn tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đem tin mừng phúc âm của Ngài để đón nhận hào ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát muôn tình yêu. Lạy Chúa Ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để đem mọi người biết nhận được rằng đó chỉ là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, xin con đến tận nguồn của thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban ban qua tình yêu. Hiếu Ngạo VNG được tái kiếm hiệp Kim Dung trở lại. Lặng lặng đi.